Hà Nhân lời cầu nguyện. Cứ dẫn dắt chúng ta trong lớp học này. Cảm ơn Chúa, xin Hội Thánh hiệp ý với em trong sự cầu nguyện. Cha ơi, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay, Ngài cho chúng con hiệp một lại với nhau trong tình yêu của Ngài, để chúng con học hỏi lời của Ngài qua tôi tớ của Chúa. Xin Ngài cũng chúc phước thì giờ học của chúng con. Xin Chúa Ngài cũng chúc phước trên tôi tớ của Chúa, ban phát lời của Ngài cho mỗi chúng con. Cha ơi, Ngài cũng sức dầu mới trên tôi tớ của Ngài. Ngài cũng chúc phước trên lời của Chúa buổi tối hôm nay, để đầu hầu cho mỗi chúng con học lời của Chúa, chúng con nhận biết lời Ngài và chúng con làm theo lời Ngài. Nguyện xin Thánh Linh Chúa giờ này Ngài sức dầu cho mỗi một chúng con, Ngài mở tâm trí chúng con, mở lòng của chúng con ra để chúng con đón nhận lời của Chúa buổi tối hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng chúng con, Ngài dẫn dắt chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, dầu chúng con ở trong cái sự thiếu cái lời của Chúa, nhưng chúng con tin rằng Chúa Ngài không để cho chúng con phải sự tìm kiếm, nhưng Chúa Ngài cũng luôn luôn Ngài nhắc nhở chúng con, để rồi Ngài dùng lời của Ngài mà khích lệ chúng con, dùng lời của Ngài dạy dỗ chúng con, lời của Ngài gia thêm đức tin cho mỗi một chúng con, để rồi hầu cho mỗi ngày chúng con biết nhờ lời của Chúa và nương cậy nơi Chúa chúng con bước đi. Cha ơi, chúng con biết rằng chúng con tìm cầu Ngài mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, chúng con mỗi thì giờ chúng con được mới luôn trong Chúa mỗi ngày. Con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con dâng hết thảy thì giờ của chúng con lên cho Chúa. Nguyện xin Chúa giờ này Ngài hiện diện với chúng con, và Chúa Ngài cũng chúc phước trên lời của Ngài, Ngài chúc phước đôi tai thiêng liêng của chúng con, tâm trí của chúng con, để rồi hầu cho mỗi thì giờ mà chúng con nghe được lời của Chúa và chúng con học, chúng con làm theo lời Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu mới cho mỗi một chúng con thì giờ này nghe cha, thì giờ mà đặc biệt của chúng con đến với Ngài. Con cảm ơn Ngài, cùng dâng hết thảy mọi sự cho Chúa, và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Nguyện Thánh Linh Chúa là đấng làm giáo sư lớn của chúng ta, Ngài sẽ dẫn dắt và Ngài cho chúng ta thật sự thấu hiểu, và chúng ta cũng xác định được vị trí của mình. Amen. Bài này rất là quan trọng, đó là những đòi hỏi của người hầu việc Chúa chúng ta cần phải có, và chúng ta rà soát lại để chúng ta biết được Chúa kêu gọi chúng ta như thế nào, Chúa trang bị chúng ta như thế nào, để rồi chúng ta hầu việc Chúa sẽ hiệu quả nhiều hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu chương thứ nhất. Chương thứ nhất đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trong cái bài học này có tới 12 chương. Nó rất là dài, và chúng ta cần phải bước và chúng ta sẽ thấu hiểu được cái lời của Chúa dạy cho chúng ta. Phần 1 La Mã, sự kêu gọi chung để nhận ơn cứu rỗi. Sự kêu gọi chung để nhận ơn cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã kêu gọi từng cá nhân để ăn năn, để phục hòa với Đức Chúa Trời, nhận ơn cứu rỗi. Chúa nói là vì ta đến không phải để người công bình, để gọi người công bình, nhưng mà để gọi cho kẻ có tội ăn năn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 13. Có nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn. Nay Ngài đã truyền mọi người trong mỗi nơi đều phải ăn năn. Hãy ai muốn nhận lấy nước sống một cách như không đó. Thì chúng ta nhìn thấy được rằng là Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều đầu tiên là Chúa gọi chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta.
kêu gọi bước vào trong cái sự cứu rỗi. Bước vào trong cái sự cứu rỗi. Ai nấy chúng ta cần phải được cứu rỗi. Ai nấy chúng ta cần được Đức Chúa Trời tuyên xưng là công chính. Và chúng ta trở thành người con của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng sữa thiêng liêng của đạo, có nghĩa là bằng lời của Đức Chúa Trời, với sự ấp ủ, với sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta trưởng thành mỗi một ngày. Ai nấy chúng ta đều được nhận ân cứu rỗi rồi đúng không ạ? Chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Xong rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta biết được chúng ta được cứu chưa? Cứu rồi. Biết chưa? Cứu rồi phải không? Biết là mình là người được cứu rồi. Amen. Mình là người mà được tiên xưng công chính rồi. Amen. Một người con cái của Đức Chúa Trời rồi. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải biết rõ để chúng ta không có lẫn lộn. Không có lẫn lộn, nhưng mà chúng ta thật sự biết rõ vấn đề mỗi đời sống của mình. Và điều thứ hai, điều thứ hai đó là gì? Sự kêu gọi chung để làm môn đồ của Đấng Christ. Ngài kêu gọi chúng ta vào sự cứu rỗi. Chúa Giêsu đến để tìm và cứu những người bị hư mất. Mỗi người tin nhận Chúa Giêsu thì được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời, được nuôi dưỡng bằng lời của Đức Chúa Trời và trưởng thành lên. Thứ hai là sự kêu gọi chung để làm môn đồ Đấng Christ. Môn đệ hay là môn đồ là một người học tập và đi theo Chúa Giêsu. Chúa nói rằng nếu ai muốn theo ta thì sao? Hãy từ chối mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24. Ngài gọi quần chúng và môn đồ đến mà phán rằng hãy ai muốn theo ta phải từ chối chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Trong Mác đoạn 8 câu 34. Đoạn là Ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình hằng ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Luca đoạn 9 câu số 23. Trong những cái sách phúc âm, chúng ta biết rằng là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần từ Ma-thi-ơ, Mác, Luca và Giăng tới bốn sách phúc âm nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, rồi Chúa kêu gọi những con người đến với Chúa, kêu gọi những con người để trở thành môn đồ của Chúa. Chúng ta biết được là cái sách nào mà được ghi và nhắc đi nhắc lại nhiều lần là vô cùng quan trọng. Và trong sách phúc âm này cũng nói về mỗi cá nhân của chúng ta, cá nhân những con người được kêu gọi trở nên những môn đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta biết là môn đồ là những người đi theo Chúa Giêsu và những người làm theo những gì Chúa Giêsu đã làm, ở với Chúa Giêsu, cùng làm việc với Chúa Giêsu, đó được gọi là môn đồ. Và người đó cần phải từ bỏ chính mình, đúng không? Vác thập tự giá mình mà theo ta. Từ bỏ chính đời sống của mình. Chúng ta không còn phải lợi lộc gì cho đời sống của mình nữa, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo Chúa Giêsu và sẵn sàng chịu cực, chịu khổ, có thể chịu chết vì Chúa Giêsu. Vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúng ta biết là thập tự giá là điều đau khổ đó, con đường đau khổ. Và con đường đau khổ thì dẫn đến vinh quang. Chúng ta biết Chúa Giêsu cũng chết trên thập tự giá, rồi sau đó thì Ngài sống lại và Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và danh Ngài trên hết mọi danh. Chúng ta thấy được rằng là khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì có một người tiếp nhận Chúa Giêsu là một tên cướp ở bên hữu của Chúa Giêsu. Người này được kêu gọi để hưởng ân cứu rỗi chứ không phải là kêu gọi làm môn đồ.
Và những người mà còn sống như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta tin Chúa là mấy chục năm rồi, hay là 5, 3 năm, 10 năm hay như thế nào đó, còn sống và Chúa kêu gọi chúng ta và chúng ta sẵn sàng vì Chúa trên hết và liều mình từ bỏ chính đời sống của mình mà liều mình vác thập tự giá mà theo Chúa, thì chúng ta trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Môn đồ là sẽ giống thầy. Chúa Giê-xu thế nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là sự kêu gọi chung để trở nên những con người chinh phục những linh hồn tội nhân. Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta, trong ngôn 11 câu 30. Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các con trở nên tay đánh lưới người. Phải nhân danh Ngài mà rao giảng sự ăn năn và sự tha tội cho muôn dân, cho muôn nước, bắt đầu từ Jerusalem. Và các con là chứng nhân về mọi việc mà ta đã làm. Chúng ta thấy rằng là những người được kêu gọi chung để trở nên những người chinh phục linh hồn tội nhân. Họ trở thành những môn đồ, rồi họ trở thành những người mà chinh phục linh hồn tội nhân, rồi họ trở thành những cái sứ đồ, rồi những cái chức vụ mà Chúa đặt để Chúa kêu gọi. Thì ban đầu thì chúng ta thấy rằng là những người đó tin nhận Chúa Giê-xu, rồi sau một thời gian thì Chúa Giê-xu bắt đầu chọn lựa 12 môn đồ để cùng làm việc với Chúa Giê-xu. Chúa huấn luyện họ giống Chúa để làm công việc của Chúa. Chúa đến để giảng phúc âm, để chữa lành, để giải cứu, làm nhiều phép lạ lớn lao. Và Ngài dạy dỗ họ, Ngài huấn luyện họ trở nên môn đồ của Chúa. Và sau khi Chúa về trời rồi thì họ trở thành những con người chinh phục linh hồn tội nhân. Là những người chinh phục linh hồn tội nhân. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ đang ở trong tình trạng là môn đồ của Chúa Giê-xu, hay là những người chinh phục linh hồn tội nhân, thì chúng ta cần phải hiểu được điều này. Chúng ta cần phải hiểu được điều này. Đó là phần thứ ba, là phần là chinh phục những người chinh phục linh hồn tội nhân. Chúng ta cần có sự khôn ngoan để chinh phục những linh hồn tội nhân. Cái điều này là chúng ta cần kêu xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chinh phục linh hồn. Và chúng ta cũng phải là một người tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, tìm kiếm những cái gì đối với những con người mà có khả năng chinh phục những linh hồn tội nhân trước chúng ta đó. Thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm nhờ và họ tư vấn để chúng ta có thể biết cái cách mà chinh phục những linh hồn tội nhân như thế nào. Đối với người khôn ngoan chúng ta phải làm gì? Đối với người tri thức, đối với người ít học, đối với người giàu có, đối với người chức quyền, đối với những con người bình thường, dân chúng như thế nào, thì chúng ta cần mọi cách cho mọi người để rồi chúng ta chinh phục những linh hồn tội nhân. Chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều về điều này. Nếu chúng ta không học hỏi thì chúng ta khó chinh phục những linh hồn tội nhân. Bởi vì những linh hồn tội nhân thì có nhiều tầng lớp khắp nơi trong xã hội, rất khác nhau trong xã hội. Và mỗi người, nếu chúng ta chinh phục theo cá nhân thì chúng ta cần phải trò chuyện và chúng ta cần phải giảng phúc âm cho họ. Và nếu chúng ta trở nên là một người giảng trong hội trường, chúng ta một người giảng trong nhà thờ, một người giảng ngoài sân vận động, thì chúng ta cũng có cách khôn ngoan để chinh phục những linh hồn tội nhân. Và điều này là điều mà chúng ta cần phải học hỏi thêm. Chúng ta không phải tự nhiên mà có đâu. Chúng ta cần phải học hỏi thêm để có những cái kỹ năng tốt mà chúng ta chinh phục những linh hồn tội nhân. Phải nhân danh Chúa Giê-xu mà rao giảng
bắt đầu từ Jerusalem và đi khắp mọi nơi. Rồi chúng ta thấy công vụ đoạn 1 câu 8 là vô cùng quan trọng. Các con sẽ nhận lãnh quyền năng rồi làm chứng nhân cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Các con sẽ nhận lãnh quyền năng rồi làm chứng nhân cho ta. Chúa Thánh Linh luôn luôn đồng hành với chúng ta. Chúa Thánh Linh là đấng ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta chinh phục những linh hồn tội nhân. Nếu chúng ta thiếu quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì chúng ta khó chinh phục những linh hồn tội nhân. Bởi vì chúng ta không đủ sức mạnh, không có sự sức dầu từ nơi Thánh Linh của Chúa. Và chúng ta nếu mà chinh phục những linh hồn tội nhân là không phải bởi sức riêng của chúng ta. Bởi vậy thì chúng ta thấy được đó là Phao-lô khi ông rao giảng phúc âm thì ông nói rằng là tôi không biết điều gì khác ngoài Chúa Giê-xu Christ và Chúa Giê-xu Christ chết trên cây thập tự. Không biết điều gì khác ngoài Chúa Giê-xu Christ và Chúa Giê-xu Christ chết trên cây thập tự. Như vậy thì rao giảng phúc âm là Chúa Giê-xu Christ và Chúa Giê-xu Christ chết trên cây thập tự, chứ không phải rao giảng điều gì khác. Chỉ có Chúa Giê-xu đấng duy nhất theo cái mạng lệnh của Chúa, theo cái đại mạng lệnh, thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đến gần với họ, rồi Ngài nói rằng hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Rồi vậy hãy đây dạy dỗ muôn dân nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, làm phép tên cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta ở luôn với các con cho đến tận thế. Chúa là đấng đến gần, rồi Chúa là đấng tuyên bố quyền phép trên trời dưới đất thuộc về Chúa. Rồi Chúa là đấng sai bảo chúng ta đi ra bởi quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và chúng ta rao giảng phúc âm, rồi họ tin Chúa, làm phép báp têm cho họ, rồi dạy họ mọi điều Chúa đã truyền cho chúng ta. Và cái điều cuối cùng của câu 20 là Ngài ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chỉ có Chúa Giê-xu đấng sai phái và chỉ có Chúa Giê-xu đấng ở luôn với chúng ta cho đến tận thế mà thôi. Ngoài ra không có đấng nào khác. Đây là điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta đã nhìn thấy. Phần 4 là mã sự kêu gọi chung vào vài công tác phục vụ đặc biệt. Trong số những người được kêu gọi để nhận ơn cứu rỗi, để làm môn đồ của Chúa và để làm những chứng nhân cho Chúa đó, thì có một số người được kêu gọi đặc biệt trong những công tác làm việc trọn thì giờ của mình. Sự kêu gọi chung vào vài công tác đặc biệt. Đây là công tác phục vụ. Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ đến ban cho họ quyền bính trên các ế linh để đuổi nó ra và chữa lành mọi thứ bệnh hoạn đau yếu trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 1. Đây là những người mà Chúa chọn riêng để đi ra làm công tác phục vụ, có nghĩa là giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ và đem họ trở lại với Chúa. Ngài ban cho họ quyền bính. Ở đây, trong cái thời điểm mà Chúa Giê-xu chọn lựa các môn đồ, thì chúng ta thấy rằng là Thánh Linh đầy dẫy trên Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu được mặc lấy quyền phép của Thánh Linh đi rao giảng. Nhưng mà khi Ngài ban cho họ quyền bính đó, tức là Chúa Giê-xu có quyền năng của Thánh Linh, Đức Chúa Trời sức dầu cho Chúa Giê-xu không hạn lượng, và quyền năng đó Chúa ban cho họ, cho các môn đồ, trong 12 môn đồ, để họ có thể trừ các uế linh, rồi chữa lành mọi thứ bệnh tật đau yếu. Ở đây không nói rằng là Chúa Giê-xu ban cho họ Đức Thánh Linh, nhưng mà Chúa Giê-xu ban cho họ quyền năng để họ ra đi.
Bởi vì cái thời điểm này là thời điểm mà chỉ có Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chưa có được báp têm trong Đức Thánh Linh. Và báp têm trong Đức Thánh Linh thì Chúa Giêsu phải về trời, Chúa Giêsu được vinh hiển thì Thánh Linh mới được ban xuống. Nên là khi Chúa Giêsu tại thế thì Ngài ban cho họ quyền năng mà thôi, để họ đi ra rao giảng phúc âm, có thể chữa lành, người què được đi, người mù được thấy, người phun được sạch, người câm nói được, người chết có thể sống lại. Và Ngài cũng gọi những người Ngài muốn. Ngài bèn lập 12 người để ở cùng với Ngài và sai đi giảng đạo, trong Mác đoạn 3 câu 13-14. Ngài gọi những người Ngài muốn, tức là Ngài lập 12 người ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Trong Mác đoạn 6 câu 7 nói rằng là đoạn Ngài gọi 12 môn đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban cho họ quyền bính trên các ê linh. Chúng ta thấy được là các ê linh, tức là những cái linh ô uế ở trong những con người, nên là họ được ban cho quyền bính để đuổi các ê linh đi. Trong Mác nói nhiều là các ê linh phải được đuổi ra, bởi vì các ê linh nó làm cho thân thể con người ô uế bất khiết, nó không thấm cho Chúa được. Và khi một người tin nhận Chúa thì họ cần phải đuổi các uế lên đi để con người đó trở thành thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Các gì ô uế thuộc về các uế linh phải cần phải đuổi ra, không để nó cư ngụ ở bên trong một con người tin nhận Chúa được. Và chúng ta cũng biết được rằng tất cả những người trong thế gian đều có những uế linh cư trú trong đời sống của họ. Họ có những điều mà ghê tởm trước mặt Chúa. Họ làm những công việc bói khoa, tà thuật, đồng bóng, phù phép, bùa ngải, rồi họ thờ lại những người chết, thờ lại những hình tượng không giá trị gì. Và đó là nó làm cho người ta trở nên ô uế. Rồi những người của Đức Chúa Trời cần phải đuổi các uế lên đi. Rồi trong Mác, trong Roma đoạn 1 câu 1 nó là Phaolô đầy tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ biệt riêng ra để mà rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Phaolô đầy tớ của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ được gọi làm chức sứ đồ biệt riêng. Biệt riêng ra để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy ở đây là có những người được Chúa chọn lựa, có những cái chức vụ riêng biệt để họ trở thành những con người phục vụ Đức Chúa Trời. Họ trở nên những con người tôi tớ của Chúa Giêsu Christ như là Phaolô. Thưa anh chị em, hãy suy nghĩ lúc anh chị em được kêu gọi. Trong anh chị em có người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng không có mấy người mà thuộc dòng quý tộc, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người được gọi là dại dột ở giữa thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những người thấp hèn, thấp kém, bị khinh dễ ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu chúng tôi nhất đoạn 1 từ câu 6-29. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời chúng ta có nhiều cách mà chọn lựa kêu gọi, thứ nhất là Ngài chọn lựa, Ngài kêu gọi chúng ta trở thành những người hưởng ơn cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hưởng được sự sống đời đời và không còn bị đón phạt trong địa ngục đời đời nữa. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là Ngài kêu gọi để làm môn đồ, để ở với Chúa, làm công việc của Chúa, sống như Chúa. Bởi vì môn đồ thì nó sẽ giống Thầy, Thầy thế nào môn đồ phải thế ấy. Đó là những người được Chúa Giêsu trở nên môn đồ, và người đó có sẵn sàng từ bỏ chính mình và
sẵn sàng liều mình vác thập tự giá của mình để mà theo Chúa, để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và sự kêu gọi thứ ba là sự kêu gọi chung để trở nên những người chinh phục những linh hồn tội nhân. À, những người này là những người đầy ơn. Và chúng ta biết là những người chinh phục những linh hồn tội nhân đó, à, đầu tiên là chúng ta thấy là những sứ đồ đầu tiên giảng một bài giảng 3.000 người tin nhận Chúa Giêsu, đó chính là Phi-rơ. 3.000 người tin nhận Chúa Giêsu, và dần dần thì chúng ta thấy lên 5.000 người, và sau này không đếm được. Và chúng ta thấy sau đó thì có Phao-lô, là người lúc đầu là bắt bớ đạo Đức Chúa Trời, nhưng mà sau đó được Chúa chinh phục và ông trở thành một cái chức vụ sứ đồ để mà truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Trong những cái vòng truyền giáo của Phao-lô, rất là nhiều hội thánh được thiết lập khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Chúa. Đó là những cái chức vụ mà chinh phục những linh hồn tội nhân. Một chức vụ có thể là sứ đồ, một chức vụ có thể là truyền giáo, là nhà truyền giáo, là thiết lập hội thánh và làm nhiều công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và trong những cái chức vụ năm mặt như là tiên tri hay là mục sư, giáo sư, đều cũng là những người chinh phục những linh hồn tội nhân ở những cái chức vụ đặc biệt mà Chúa giao cho họ. Có mục đích của sự kêu gọi đó là được cứu và cứu người khác. Và những người ở trong chức vụ Chúa kêu gọi thì Chúa ban cho chúng ta có ân tứ của Đức Thánh Linh, cho chúng ta cũng có trái của Đức Thánh Linh để chúng ta trở thành những người hiệu quả cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết được là thứ tư là sự kêu gọi chung vào vài công tác phục vụ đặc biệt. Trong số những người được kêu gọi để nhận ân cứu rỗi, để làm môn đồ của Chúa Giêsu, để làm chứng cho Chúa đó, thì có một số người được kêu gọi đặc biệt làm công việc trọn vẹn thì giờ của mình cho Chúa. Rồi chúng ta qua phần A là mục đích của sự kêu gọi. Có 4 sự kêu gọi chung, và chúng ta sẽ biết được, kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể là những người được kêu gọi hưởng ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể là những người kêu gọi trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng có thể được kêu gọi để làm chứng nhân, hay là chúng ta có thể được kêu gọi trong những cái chức vụ đặc biệt phục vụ hội thánh của Chúa, phục vụ tha nhân. Chúng ta, mỗi người chúng ta cần biết chính đời sống chúng ta được Chúa kêu gọi như thế nào. Mục đích của sự kêu gọi, trong lời làm chứng về sự kêu gọi của Phao-lô trước mặt Agrippa, Công vụ đoạn 26 từ câu 16 đến câu 19, chúng ta thấy rõ mục đích của sự kêu gọi là: ta đã hiện ra vì mục đích này, để sai ngươi đi lập người làm thừa sai, là khâm sai của Đức Chúa Trời đó, rồi để lập ngươi làm một chứng nhân, để giải cứu ngươi, để mở mắt họ, khiến họ xây lưng với sự lập thờ lại hình tượng đó. À, đây là mục đích của sự kêu gọi. Mà Phao-lô ông làm chứng lại rằng là Chúa đã kêu gọi ông từ có nghĩa là ông nói rằng là Chúa đã kêu gọi ông từ khi trong lòng mẹ, trong Galati nó một đó, kêu gọi ông từ khi trong lòng mẹ. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi ông thì ông nói là ông không bàn với thịt và huyết. Ông không bàn với thịt và huyết. Ông bắt đầu bước đi với Chúa, đi theo Chúa và làm những công việc Đức Chúa Trời. Ông quay 180 độ từ một người bắt bớ hậu thánh Chúa trở thành một người rao giảng phúc âm cho Chúa Giêsu. Chúa kêu gọi ông là để sai ngươi đi. Gọi, Chúa kêu gọi để sai ông đi. Rồi Chúa kêu gọi để làm một nhân chứng. Rồi để giải cứu ngươi, để mở mắt họ xây khỏi nơi tối tăm, trở về với nước sáng láng, để họ nhận được sự tha tội, hưởng phần cơ nghiệp cùng các thánh đồ, được nên thánh bởi đức tin. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất là rõ phải không ạ?
Cái mục đích Chúa kêu gọi, mục đích Chúa kêu gọi đó là sai đi. Anh chị em suy nghĩ rằng là nhớ lại công vụ đoạn 1 câu 8 đó là: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta. À, như vậy thì điều đầu tiên Chúa nói là hãy đi, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. À, Ngài chọn lựa, Ngài kêu gọi và để sai chúng ta đi, chứ không phải là Chúa chọn lựa, Chúa kêu gọi chúng ta trở thành chứng nhân mà chúng ta cứ ở nhà. Như vậy thì không phải là chứng nhân rồi. Chúa chọn lựa, Chúa kêu gọi chúng ta mà chúng ta cứ đi làm suốt ngày, không làm chứng cho ai hết. Như vậy chúng ta không phải là môn đồ của Chúa Giêsu, cũng không phải là chứng nhân, hay là chúng ta cũng không có một cái sự kêu gọi đặc biệt nào đó. Như vậy chúng ta được kêu gọi để hưởng ơn cứu rỗi, phải không? Anh chị em thiết nghĩ rằng bây giờ chúng ta chỉ muốn hưởng ơn cứu rỗi mà thôi, hay là chúng ta muốn bước vào làm môn đồ của Chúa Giêsu, làm chứng nhân cho Chúa Giêsu, hay là làm những chức vụ đặc biệt để rồi chúng ta có những cái phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta? Nếu một ngày nào mà chúng ta còn lại trên thế gian này thì cái ngày đó chúng ta hưởng ơn cứu rỗi, nhưng mà chúng ta cũng hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta để rồi chúng ta có những cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi thiết nghĩ rằng cái người mà tin cướp và ở bên hữu Chúa Giêsu, ông được cứu, ông hưởng được cái sự cứu rỗi thôi, và ông chẳng có một cái phần thưởng gì cả, đúng không? Bởi vì ông không có thời gian để phục vụ Chúa nữa, ông phải chết, ông có về với Chúa thiên đàng chỉ hưởng ơn cứu rỗi thôi. Nhưng mà những người còn lại là những con người sẽ hưởng những phần thưởng, rất là nhiều phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhiều mão triều thiên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ngôi nhà đời đời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là công bằng, Ngài là công chính và Ngài cũng là công bằng, nên tất cả những con người nào làm nhiều thì Chúa ban cho nhiều, và làm ít thì Chúa ban cho ít, gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Đó là cái sự công bằng của Đức Chúa Trời chúng ta. Nên Chúa nói là không khó anh chị em trong Chúa, không vô ích đâu. Phaolô ông làm việc hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tất cả, sẵn sàng hy sinh, chẳng có màng đến cái sự sống của mình là gì cả. Và ông kêu gọi rằng là không khó anh em trong Chúa, không vô ích đâu. Trong Côn Tô Nhất Lần Chiến câu 15 câu 58, không khó anh chị em trong Chúa, không vô ích đâu. Để lập ngươi làm một nhân chứng, ông là một nhân chứng phải nói rằng là vô cùng tuyệt vời, bởi vì ông có một cái quá khứ bắt bớ đạo Chúa. Và khi mà ông gặp Chúa trên đường đi Đa Mách thì ông có cơ sở để ông làm chứng nhân cho Chúa. Cuộc đời ông biến đổi như thế nào, được chữa lành mắt của ông như thế nào, và ông có làm chứng nhân thì chúng ta phải có bằng chứng, đúng không? Nếu chúng ta không có bằng chứng thì làm sao chúng ta có thể làm chứng nhân được? Nên chúng ta cần phải có những cái bằng chứng trên cuộc đời của chúng ta, những cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều bằng chứng để rồi chúng ta có thể làm chứng nhân cho Ngài. Về những điều ngươi đã thấy, về những điều ta sẽ mách bảo cho ngươi. Những điều mà ông đã thấy trước mắt, ông gặp Chúa như thế nào, và những điều mà Chúa bảo ông phải làm những gì nữa, đó là hai điều của một nhân chứng. Chúng ta đã thấy những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của mình, và chúng ta cũng nghe lời Chúa phán dạy sai phái để chúng ta đi ra như thế nào, thì chúng ta có cơ sở để chúng ta làm chứng nhân. Rồi để phần C là để giải cứu ngươi khỏi dân này, tức là dân Israel. Khi ông trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu, thì ông thuộc cái gọi là những người Giêsu,
thì sẽ bị dân Israel ném đá. Dân Israel tìm cách để mà giết ông. Nhưng mà Chúa sẽ cứu ông ra khỏi cái dân này. Rồi sống những con người chứng nhân cho Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa nói rằng là ta sai các ngươi đi như chiên đi giữa bầy muôn sói. Chúng ta suy gẫm đi. Chúng ta tưởng tượng đi. Một con chiên đi giữa bầy muôn sói sẽ như thế nào? Con chiên nó rất nguy hiểm đúng không? Vậy 30 con sói mà nó vây quanh một con chiên. Con chiên này hôm nay ta có một bữa ăn khác thì nó nói khoan đã, mình hãy xem lại như thế nào. Một con chiên nhưng mà nó dám vào bầy sói của chúng ta, nó dám đi vào bầy sói của mình, thì con chiên này như thế nào? Chúng ta xem lại, kiểm tra lại con chiên nó như thế nào. Nhưng mà nó nhìn chiên thì nó thấy chiên rất hiền, chẳng thấy cái gì hết. Rồi bắt đầu là thôi, bây giờ mỗi con sói sẽ 1, 2, 3 để xé chiên này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong con chiên đó chúng ta biết có sư tử của chi phái Giuđa. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian này. Đấng đó mà xuất hiện thì sói ra chạy hết. Đó là điều mà Chúa nói để giải cứu ngươi ra khỏi Israel. Chúng ta sẽ đối diện với gia đình của họ. Một người tin Chúa trong gia đình thì gia đình có thể bắt bớ, rồi giáo hội của họ có thể bắt bớ, rồi cái khu vực và chính quyền có thể bắt bớ, và rất là nhiều lĩnh vực mà chúng ta gặp rất nguy hiểm. Nên là Chúa nói rằng là giải cứu. Amen. Nên Chúa chúng ta là đấng giải cứu chúng ta không có sợ hãi gì hết. Dù chúng ta đi giữa bầy muôn sói nhưng mà không sợ hãi, bởi vì Chúa là đấng giải cứu. Vừa dân của ngươi và dân ngoại bang Chúa cứu hết. Rồi phần D đó là để mở mắt họ, khiến họ xây lưng khỏi tối tăm mà hướng về sự sáng. Câu 26 nói rằng là để mở mắt họ, để họ có thể từ nơi tối tăm đến nước sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nên ta họ được tha tội và hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là mở mắt họ, khiến họ xây lưng khỏi tối tăm mà hướng về sự sáng. Người ta có thể nói rằng là mắt tôi vẫn mở mà. Tôi thấy mà, tôi thấy rất là sáng, mắt tôi rất là sáng. Nhưng mà thật sự mỗi người thì gọi là có những cái điểm mù, có những cái điểm mù thuộc linh. Họ ở trong cái sự tối tăm che phủ, ở trong sự nô lệ của Satan, nô lệ của tội lỗi, và họ không thấy được ánh sáng chân lý của Đức Chúa Trời. Họ không thấy được cái sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi chúng ta rao giảng phúc âm đến, ánh sáng đến mà chói rọi cái vùng đó, thì những con người nghe đó họ sẽ được mở mắt. Và họ thấy được sự cứu rỗi, họ thấy được tội lỗi của họ. Bởi vậy khi chúng ta rao giảng phúc âm thì Chúa Giê-xu nói rằng là Thánh Linh, khi Thánh Linh đến thì Ngài sẽ cáo trách tội lỗi thế gian, sự phán xét và sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cáo trách tội lỗi thế gian, Ngài là đấng mà làm cho họ có thể nhận biết tội lỗi của họ. Rồi họ biết được cái sự phán xét của Chúa, và họ kính sợ Chúa, họ hạ mình, họ kêu gào, họ ăn năn, họ khóc lóc với Chúa để họ được cứu rỗi, để họ từ tối tăm đến được sáng lạc. Khỏi quyền lực của Satan mà hướng về với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hai vương quốc, một vương quốc của Satan, một vương quốc của Đức Chúa Trời. Satan đang cai trị vương quốc của thế gian này. Thế gian này thuộc về Satan, bởi vì họ không nhận biết Đức Chúa Trời.
Nhưng mà trong thế gian này có những con người nghe phúc âm, nghe những con người đi ra rao giảng và họ đã tin nhận Chúa Giêsu, và Ngài đã biệt riêng ra thánh những con người này trở thành hội thánh của Đức Chúa Trời, và hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ tôn cao Đức Chúa Trời, và hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đi ra để cứu, đem cái sự cứu rỗi cho những người ở trong sự tối tăm, khỏi quyền lực của Satan mà hướng về Đức Chúa Trời. Đây là một cái công việc rất là khó, không phải đơn giản. Bởi vì khi chúng ta đi ra là chúng ta đang đối chọi với quyền lực Satan. Đức Chúa Trời biết và Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh đến với chúng ta, và Ngài nói rằng là đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian này. Satan ở trong thế gian này cũng rất là quyền phép đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Vì là một vị thiên sứ mà, không phải đơn giản. Một người bình thường, một con người xác thịt như chúng ta không có thể đối chọi với thiên sứ, không có đối chọi với Satan, với các tà linh được. Vì họ là vô hình và có quyền phép, còn chúng ta chẳng có chút gì cả. Nên Đức Chúa Trời khi mà Ngài đã chọn lựa, Ngài sai phái chúng ta đi ra, thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta đầy đủ về quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta để chúng ta có thể rao giảng, và Thánh Linh cáo trách tội lỗi cho họ nhận biết tội lỗi, họ ăn năn, họ trở lại cùng Chúa bởi quyền năng Thánh Linh Đức Chúa Trời kéo họ ra khỏi những quyền lực của Satan để họ đến với Đức Chúa Trời. Để họ nhận được cái sự tha tội, nhận được cái sự tha tội. Điều vô cùng quan trọng đó là nhận được cái sự tha tội. Nếu không được sự tha tội, người đó không thể trở thành công chính cho Đức Chúa Trời được. Mà nếu không công chính thì tất cả đều đi xuống chứ không ai đi lên được. Chúng ta biết được con tôi nhì đoạn 5 câu 21 nói rằng là Đức Chúa Trời khiến đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Mà qua Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta được tuyên xưng công chính trong Đức Chúa Trời. Nên Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu rồi đấng chẳng biết tội lỗi trở thành người tội lỗi. Ngài gánh hết tội lỗi cho chúng ta. Ngài gánh thế tội lỗi cho chúng ta. Và qua đó chúng ta tin nhận thì chúng ta được tuyên xưng là công chính trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tất cả tội lỗi chúng ta được Chúa gánh thế hết rồi. Và khi chúng ta rao giảng thì chúng ta cũng nói với họ rằng là tin nhận Chúa Giê-xu thì họ được tha thứ tội lỗi, hưởng phần gia tài cùng các thánh đồ. Hưởng phần gia tài cùng các thánh đồ. Chúng ta biết rằng những thánh đồ là những người hưởng gia tài của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không hiểu nhiều thì chúng ta chỉ hiểu đó là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta được tha tội. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta từ nơi tối tăm đến nước sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh, chúng ta nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh. Và những cái điều này thì chúng ta thấy rằng là đây là phần gia tài mà các thánh đồ nhận, bởi vì một món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đem đến sự cứu rỗi, và món quà thứ hai là Đức Thánh Linh đem cho chúng ta trở nên một người đầy dẫy quyền năng để chinh phục những linh hồn tội nhân, và chúng ta chiến thắng Satan, và chúng ta sẽ nhận lãnh tất cả những cái điều mà gọi là gia tài của các thánh đồ. Và nếu chúng ta hiểu sâu rộng hơn nữa thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều điều, chẳng hạn như là chúng ta là người sẽ hưởng được đất, chúng ta sẽ hưởng được phần tài chính của Chúa ban cho, hưởng những nhu cầu cần dùng hàng ngày, rồi quyền phép của Đức Thánh Linh để rồi bảo vệ đời sống của chúng ta, quyền phép của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể công bố ra để rồi kẻ thù nghịch phải chạy trốn, rồi những cái phép lạ xảy ra để có thể phạt những con người, chẳng hạn như là ba Giê-xu Phao-lô nó ngươi sẽ mù một thời gian, là mù một thời gian, hay là tiên tri Eli, chúng ta thấy được là
những cái con người mà 50 quân lính đó, đến bảo ở tiên tri vua gọi người, ông nói nếu tao là tiên tri của Đức Chúa Trời, lửa từ trời giáng xuống để thiêu đốt người thì lửa từ trời giáng xuống. Chúng ta có một cái quyền đó, có một cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng tất cả các mọi quyền, và đây là có phần gia tài mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nó rất là bao la, nhưng mà chúng ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn để rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Không phải chúng ta tự ý làm điều này điều kia, không phải là chúng ta có quyền chúng muốn làm gì thì chúng ta làm. Giống như một người ở trong nhà nước cũng vậy, họ có một cái quyền là chủ tịch, nhưng mà có quyền làm chủ tịch đó trong cái khuôn mẫu, trong cái luật lệ của quốc hội đưa ra, quyền chủ tịch phải làm cái gì đó thôi, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Đó là chúng ta nhớ điều này. Chúng ta có quyền, nhưng mà trong khuôn mẫu bởi lời Đức Chúa Trời và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ làm. Và đó là gia tài mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Thật ra tôi càng ngày tôi thấy rằng mỗi ngày mà đi sâu nhiệm vào trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Chúa của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Và tất cả mọi lời dạy dỗ của Chúa cho đời sống của chúng ta đó, có những con người đã đi trước và họ dạy lại cho chúng ta, họ bởi Thánh Linh cảm động, họ có những cái lời dạy dỗ cho thế hệ sau và đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải thấy được điều đó. Và khi chúng ta sống đúng với lời Đức Chúa Trời, sống vâng phục Đức Chúa Trời, thì chúng ta hưởng tất cả mọi gia tài của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là của cha là của con. Rất là tuyệt vời. Còn nếu chúng ta cứ phạm tội đi rồi phạm tội lại, chúng ta không công chính, chúng ta không thánh khiết, chúng ta không vâng phục, và chúng ta đi sai ngược với lời của Đức Chúa Trời, thì Chúa nói rằng tội lỗi dẫn đến sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Xác thịt dẫn đến sự chết. Nên chúng ta cần phải thừa hưởng cái gì mà chúng ta làm. Chúng ta phải thừa hưởng những cái điều tốt lành nhất, thì chúng ta phải làm những điều tốt lành mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta cần phải làm. Thì chúng ta sẽ sống một đời sống như là Luca đoạn 1, 35 nói là nếu chúng ta sống thánh khiết và công chính thì trọn đời mình chẳng có sợ hãi gì hết. Và chúng ta đầy đủ mọi sự, Chúa cung cấp đầy đủ mọi sự cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi phần B, ai được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công tác phục vụ đặc biệt? Bây giờ nói về ai là người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công tác đặc biệt ở đây. Một số người được kêu gọi trước khi sinh ra. Samson thì chúng ta biết các văn xét đoạn 13. Câu 3 đến câu 5 thì Chúa đã chọn lựa Samson rồi. Đó mà thiên sứ của Đức Chúa ra hiện ra với mẹ của Samson. Ngươi hiếm muộn không có con, nhưng ngươi sẽ thụ thai và sinh một bé trai. Vậy từ nay hãy thận trọng chớ uống rượu hay là thức uống có men, và cũng đừng ăn vật gì không tinh sạch, vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, và đứa trẻ này sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Từ trong lòng mẹ, chính nó sẽ giải cứu Israel ra khỏi quân Philistine. Chúng ta thấy ở đây phải không ạ? Thì chúng ta biết được là Chúa chọn một con người sinh ra là Chúa đã chọn rồi. Nếu mà Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 thì Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, là Chúa đã chọn chúng ta rồi để làm nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đã chọn chúng ta rồi. Samson được chọn để là người giải cứu Israel, để là người trở thành mà giải cứu Israel ra khỏi dân Philistine. Như vậy là cái sự sanh ra và sự kêu gọi kỳ diệu của Samson không ngăn trở chương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông, do việc ông thiếu
kém đời sống mình và kỷ luật và phó mình cho dục vọng của xác thịt. Nói chung là Đức Chúa Trời chọn lựa Samson, Ngài có chương trình hoạch định cho Samson. À, và cuộc đời của ông là một cuộc đời mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy được rằng là ông sẽ sống dài hạn hơn, trường thọ hơn, và đem cái sự giải cứu cho dân Israel của dân Philippines nó tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nhìn vào Samson thì chúng ta thấy ông sống trong xác thịt quá nhiều. À, xác thịt quá nhiều. Và ông đã trở thành một con người mà phải nói là khi chúng ta đọc về câu chuyện của Samson thì chúng ta thấy một người của Đức Chúa Trời chọn lựa và phải nằm ở trên đùi của một người nữ rồi để người ta cạo hết tóc của mình để rồi không còn quyền phép trong đời sống của mình nữa, khai hết tất cả những cái gì vì yêu, vì xác thịt mà khai hết những gì mà Đức Chúa Trời bí mật cho đời sống của mình. Và chúng ta thấy được rằng là cuộc đời của ông thiếu kém trong đời sống kính sợ Đức Chúa Trời, thiếu kém đời sống mà gọi là đời sống thuộc linh, phó mình cho dục vọng nhiều quá. Nên ở đây chúng ta nhìn thấy một con người được chọn lựa, được kêu gọi vào những cái chức vụ để giải cứu Israel, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái điểm yếu của họ là những phó mình cho dục vọng nhiều quá. Và hậu quả sẽ không tốt đẹp chút nào cả. Nên chúng ta cũng có thể học về Samson, về cái sự kêu gọi, về cái sự giải cứu Israel, nhưng mà chúng ta cũng học về Samson, về những cái gì yếu kém của ông để chúng ta có thể từ bỏ. Những gì tốt đẹp là chúng ta học hỏi, những gì xấu chúng ta phải từ bỏ, học hết luôn, chứ không phải chỉ là học cái tốt của họ mà thôi. Chúng ta cũng học luôn cái xấu của họ, cái yếu kém của họ, để chúng ta có thể biết được điều đó và chúng ta từ bỏ những điều đó. Rồi chúng ta đến một con người tiên tri Jeremy. Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã biệt riêng con. Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Jeremy đoạn 1 và 4 câu 5. Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con chào đời, ta đã biệt riêng con. Và ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Không những Israel mà thôi, nhưng mà tiên tri cho các nước. Những cái chức vụ tiên tri ngày xưa là những cái chức vụ vô cùng quan trọng. Chúng ta biết là Môsê là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúa mặt đối mặt, Chúa nói chuyện với Môsê, Chúa truyền lời của Ngài cho Môsê, rồi qua Môsê Ngài nói lại với dân sự của Đức Chúa Trời. Một tiên tri có nghĩa là một người đại diện cho Đức Chúa Trời, gọi là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời. Họ nhận từ Đức Chúa Trời những gì mà Ngài phán dạy, rồi họ nói lại cho dân sự của Chúa. Đó là một tiên tri của Chúa. Tiên tri dùng lời của Đức Chúa Trời phán dạy, bởi vì mỗi khi mà dân Israel yếu đuối, dân Israel phạm tội, dân Israel trở lại hình tượng, dân Israel từ bỏ Chúa như thế nào đó, thì Chúa sai tiên tri đến và cảnh báo cho họ. Và tiên tri đến, chúng ta cũng thường thấy rằng là họ nói những cái lời có nghĩa là nhắc lại cho dân Israel biết là Chúa là đấng đã giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và đem vào trong đất này. Nhưng mà ngươi thì không có theo tổ phụ và kính sợ Chúa mà phục vụ Ngài, mà thờ lại hình tượng chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy đó là lời tiên tri mà Chúa sử dụng những tiên tri của Đức Chúa Trời để cho dân Israel đi đúng đường, sửa lại con đường cong vẹo của mình để đi ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là những tiên tri. Nhưng mà những tiên tri này thì Ngài nói rằng là biệt riêng, Ngài đã biệt riêng ra. Trước khi chào đời, Ngài đã biệt riêng ra rồi. Đã lập con làm tiên tri cho các nước rồi. Như tiên tri Samuel. Samuel thứ nhất, đoạn 1, câu 7-8. Tôi đã cầu nguyện
để được đứa trẻ này. Và Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi khẩn xin Ngài. Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va, nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời. Đây là bài lời của bà Anne, mẹ của Samuel. Bà đã cầu nguyện với Chúa xin một người con trai khi bà không có con. Lâu năm rồi mà không có con, gọi là hiếm mọn đó. Thì bà cầu nguyện với Chúa, bà lẩm bẩm, bà cầu nguyện với Chúa. Và Chúa đã ban cho bà Samuel. Và bà giữ lời hứa này, bà đã đem Samuel dâng cho đền thờ để Samuel được Đức Chúa Trời chọn lựa và hầu việc Chúa trọn đời nó. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy dân báp tít trong Luca đoạn 1 câu 13 đến 17. Nhưng thiên sứ bảo ông: này Sacheri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Dân. Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hơn hở, và nhiều người sẽ hoan hỷ khi con trẻ ra đời, vì con trẻ ấy sẽ được và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng mẹ. Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Con trẻ ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không văn phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Đức Chúa Trời chọn lựa, Đức Chúa Trời kêu gọi, Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những con người có một nỗi khát khao. Như Anna, bà nhìn thấy Israel, bà nhìn thấy Heli và gia đình của ông là thầy tế lễ như thế nào, bà nhìn thấy được quốc gia Israel nó suy sụp như thế nào, và bà đã khát khao có một con trai để dâng lên cho Đức Chúa Trời, để rồi Ngài sử dụng con của bà để làm tiên tri cho Đức Chúa Trời, để mà phục vụ Đức Chúa Trời trọn đời. Thì Đức Chúa Trời đã làm việc qua cái lời cầu nguyện đó. Và chương trình của Đức Chúa Trời thì Ngài cũng dùng Sachari, Elizabeth để dâng báp tít ra đời. Mà đặc biệt đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng. Chúng ta thấy điều rất là đặc biệt. Trong thời cựu ước không ai được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ chỉ được Thánh Linh cảm động thôi. Thánh Linh chỉ tác động họ thôi. Nhưng mà ở đây dân báp tít trong cái thời điểm này thì được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng mẹ. Có nghĩa là một cái bào thai đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và ông trở thành một con người mà gọi là đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền phép của Eli đi trước Chúa. Tinh thần và quyền phép của Eli đi trước Chúa. Để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không văn phục đến cái sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Đây là tinh thần của Eli. Quyền năng của Eli, tinh thần và quyền năng của Eli. Để rồi cho lòng cha trở về với con cái. Nhiều người sẽ được hạnh phúc. Rồi những người mà không văn phục thì có sự khôn ngoan của người công chính, rồi chuẩn bị một dân tộc sẵn lòng cho Đức Chúa Trời, là cho Chúa Giê-xu. Và chúng ta biết là ông là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu ra đời, và Chúa Giê-xu có những môn đệ, Chúa Giê-xu có đoàn dân đông bước đi với Ngài sẵn sàng. Một số người được kêu gọi qua một gánh nặng đặc biệt, hay những điều quan tâm đặc biệt phát sinh trong khi cầu nguyện. Kêu gọi qua một gánh nặng đặc biệt, hay là những điều quan tâm đặc biệt phát sinh trong khi cầu nguyện. Nehemi
Sự kêu gọi của Nehemiah phát sinh từ gánh nặng liên quan đến thành Jerusalem và dân sự của Đức Chúa Trời trong lúc ông bị lưu đày nơi cung điện của vua ngoại bang là Artaxerxes. Nehemiah trong đoạn 1 và đoạn 2 đó, chúng ta thấy khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc đau buồn mấy ngày, tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời. Một số người được kêu gọi qua một gánh nặng đặc biệt, qua những cái hoàn cảnh khi họ có thể nghe được, khi họ cầu nguyện, họ biết được, khi họ nghe được người khác nói. Như Nehemiah là một người mà ông nghe về thành Jerusalem bị tàn phá, chưa xây dựng lại, thì dân sự thì khốn khổ như thế nào, thì ông mang một gánh nặng và ông trở thành một con người xin với vua để trở về xây dựng lại Jerusalem, xây dựng lại những con người, không những bức tường thành nhưng mà xây dựng con người bên trong nó nữa. Đó là Nehemiah. Còn Mardochê và Esther thì như thế nào? Sự lo lắng của Mardochê tiếp theo sau sự lo lắng của cả dân Giu-đa và sự lo lắng của hoàng hậu Esther cùng các cung nữ của bà. Khi Mardochê biết được mọi điều đã xảy ra thì xé áo, mặc quần áo vải xô và phủ tro lên đầu, rồi đi ra giữa thành lớn tiếng kêu khóc một cách đắng cay. ECT đồng bóng câu 1. Nghe tin, nghe chiếu chỉ của vua, dân Israel, dân Giu-đa chuẩn bị tiêu diệt, thì họ mặc đồ chê, xé áo, mặc quần áo vải xô và phủ tro lên đầu, đi ra giữa thành lớn tiếng kêu khóc một mình cách đắng cay. Trong mỗi tỉnh, nơi nào lệnh vua và chiếu chỉ được truyền đến thì dân Do Thái kêu la thảm thiết, kiêng ăn khóc lóc than vãn, và có nhiều người mặc quần áo vải xô nằm trên tro. 4 câu số 3. Mardochê bảo họ nói lại với ECT, đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa sẽ đến cho tất cả những người Do Thái. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, xong con và nhà của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? Và chúng ta thấy điều gì? Bà ECT sai người trả lời với mặt đối chứ rằng xin triệu tập tất cả những người Do Thái ở Sura lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các tỳ nữ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa, sau đó con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì còn chết. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những con người mà Chúa chọn trong những cái hoàn cảnh như Mardochê, ECT, họ cũng là những người lưu đày Babylon. Nhưng mà Chúa sử dụng những con người có tấm lòng yêu thương dân sự, có tấm lòng với Đức Chúa Trời. Gọi là đây là gọi là dân sốt của Đức Chúa Trời đó. Họ là những con người thật sự tù ở Babylon, nhưng mà họ là những người yêu mến Chúa, là những người mà được Đức Chúa Trời cân nhắc lên để họ làm những chức vụ trong triều đình của Nebuchadnezzar, Belteshazzar, rồi Artaxerxes, rất là nhiều, và bị vua sao từ sự Nebuchadnezzar và biết sao nữa, thì chúng ta thấy là dân Israel vẫn còn ở tại Babylon và họ được Chúa sử dụng trở thành những con người của Đức Chúa Trời, trở thành những con người mà kề cận với các vị vua để rồi cai trị
cai trị trên đất nước Babylon. Chúng ta thấy rằng là dù thế nào đi nữa, dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, thì những con người mà Chúa chọn lựa, kêu gọi, chọn lựa, thì họ cũng được Chúa sử dụng để mà giải cứu dân Israel trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Trong Daniel cũng vậy, tinh thần cầu nguyện và giữ vững lập trường của Daniel được bày tỏ qua việc qua những người bạn từ chối không ăn thức ăn của vua, thịt của vua ăn và rượu của vua uống, đã đem đến cái sự giải nghĩa điềm chiêm bao của vua Nebuchadnezzar, và giải thích những cái chữ viết trên vách tường do một bàn tay viết ra của bữa tiệc của Ben Sassa đó, những cái giờ cầu nguyện của ông, nhưng đến hậu quả là ông bị ném xuống hoàng sư tử. Và khải tượng tiên tri của ông trong đoạn 8, sự trưởng thành đầy trọn và sự kêu gọi của Daniel là kết quả của sự cầu nguyện. Những cái tiên tri của Đức Chúa Trời, Chúa chọn lựa và được họ trở thành những con người mà ghi lại lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta có thể bây giờ chẳng hạn như là Daniel và Khải Huyền luôn luôn kết nối với nhau, nói về những gì thuộc về tương lai, thuộc về tương lai, rất là tuyệt vời cho chúng ta, để chúng ta trở thành là những người mà có thể hiểu biết về tương lai của chúng ta như thế nào, tương lai của thế giới như thế nào. Đó là những cái chức vụ mà Ngài chọn lựa, Ngài kêu gọi. Một số người được kêu gọi đang khi họ bận rộn công việc hàng ngày. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ kêu gọi một người lười biếng. Ngài gọi những ai đang siêng năng và cần mẫn ở trong công việc của mình. Chúng ta nhớ điều này nha. Đức Chúa Trời luôn luôn kêu gọi những con người siêng năng sốt sắng làm việc, chứ Ngài không kêu gọi những con người lười biếng. Trong ngôn ngữ Michael 9, con có thấy người nào siêng năng trong công việc của mình chăng? Người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua, chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu. Một người siêng năng trong công việc của riêng của mình và có tinh thần trách nhiệm cao sẽ siêng năng trong công việc của Đức Chúa Trời. Hãy chú ý đến từng trường hợp làm việc của các nhân vật sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Môi-se, chúng ta thấy rằng là xuất ở dưới Tô Ký đoạn 3 là câu 1, câu 12 là câu 2 đến đó là bây giờ Môi-se đang trưng bày chiên của Gia-trô ông gia mình là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Ông dẫn bày chiên qua bên kia hoang mạc đến Hô-rét là núi của Đức Chúa Trời. Và thiên sứ của Đức Chúa Va hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai, và ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Còn Gê-đê-ôn thì sao? Đang đập lúa. Không à? Rô-tơ thì sao? Là một người rất là siêng năng, rất là cần mẫn, rất là đảm đang. Là một người sẵn sàng mà theo bà gia của mình để mà phục vụ bà gia của mình, móc lúa để nuôi bà gia của mình. Chúng ta thấy Sao-lơ là một người, vị vua đầu tiên, là một người chăn chiên, một người đi tìm kiếm chiên lạc của mình. Đó. Và chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều. David cũng đang chăn chiên. Phi-rơ và Andre là những người đang đánh cá. Không à? Giăng và Gia-cơ là những người đang làm việc. Đức Chúa Trời luôn luôn gọi những người siêng năng. Nên chúng ta cần phải biết được những người siêng năng là làm việc phục vụ cho các vua. Những người siêng năng mà được Đức Chúa Trời chọn lựa thì sẽ làm việc cho các vua, vua của các vua, chúa của các chúa. Và những người siêng năng khi họ làm việc thì chúng ta thấy là họ bước vào trong chức vụ thì họ làm việc rất là tốt. Nhiều người làm việc rất là kinh hoàng mà chúng ta không thể nào mà làm theo nổi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những người nước ngoài đó thì những người nước ngoài họ làm gấp mấy lần người Việt Nam.
Họ làm rất là nhiều công việc nhưng mà vẫn làm xong và rất là tốt. À, còn người Việt Nam của chúng ta hình như là sau thời gian mấy chục năm gần đây thì chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta hầu như như là trở nên lười biếng, làm cho hết việc, làm cho hết giờ thôi, làm cho đủ công thôi, hết giờ. Và không có hết lòng làm việc giống như như làm cho Chúa như Kinh Thánh đã dạy. Nhưng mà chúng ta phải là người siêng năng sốt sáng thì chúng ta sẽ được Chúa trọng lựa và kêu gọi để chúng ta có thể làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta thêm một cái phần C nữa. Đức Chúa Trời sửa soạn những người Ngài gọi như thế nào? Thời gian sửa soạn có lãng phí không? À, Đức Chúa Trời cũng sửa soạn cho những người mà Ngài gọi đó như thế nào đây? Và thời gian đó có lãng phí không? Như Joseph qua giấc mơ. À, trong lúc ông từ khi ông 17 tuổi, rồi sau đó thì ông bị ném xuống hố, rồi sau đó bị bán qua Ai Cập, rồi sau đó làm việc cho Potiphar trong một thời gian, rồi vào trong tù trong mấy năm tù, rồi sau đó thì mới ra khỏi tù và trở nên là một tể tướng của Ai Cập, đó là suốt 13 năm. Như vậy là thời gian đó như thế nào? Có phí không? Không. Đức Chúa Trời đối với thời gian của Ngài là đời đời rồi. Mình thấy hôm qua rồi hôm nay và tương lai, nhưng mà Chúa của chúng ta là hiện tại. Thời gian Chúa muốn con người được huấn luyện, được dạy dỗ, kinh nghiệm những cái điều dù đau đớn nhưng mà người đó trở thành những người trưởng thành thì nó sẽ tốt cho mọi công việc mà Chúa kêu gọi đời sống của họ. Rồi cuộc đời của Chúa Giêsu thì 30 tuổi thì Ngài mới thi hành chức vụ công khai. Đó mà thời gian trong cái thời gian mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu 12 tuổi đó, rồi cho đến khi Ngài 30 tuổi, là trong thời gian năm 18 năm yên lặng đó, thời gian giữa khi Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem để dự lễ vượt qua lúc 12 tuổi đó, và thời gian Ngài công khai thi hành chức vụ lúc 30 tuổi. Sứ đồ Phaolô sau khi phục vụ Chúa ở Đa-mách, Sao Lơ, người Tạc Sơ đã đi vào Ả Rập. Có lẽ trong thời gian 3 năm, chắc ông đã dùng thời gian này để học tập, cầu nguyện và đi thăm các di tích lịch sử thời Cựu Ước như núi Sinai. Về sau ông nhắc lại cái điều này trong các tác phẩm của ông trong Galati, đoạn 4 câu 25 hay là Hebrews đoạn 12 câu 18. Tôi cũng không lên Jerusalem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Ả Rập, sau đó trở lại Đa Mách. 3 năm sau tôi lên Jerusalem. À, trong Galati ông nói như vậy. Như vậy thì cái thời gian Chúa cho các môn đệ trong cái sự huấn luyện đó, đó thời gian nó không phí. Nhưng mà có người có thời gian rất là dài, rất là dài. Có người Joseph thì hết 13 năm huấn luyện một cái thời gian để trở thành tể tướng. Và đối với Chúa Giêsu của chúng ta cũng trong vòng 18 năm. Trong vòng đó Chúa Giêsu với Thánh Linh được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Phaolô cũng vậy. Ông đã có lời của Đức Chúa Trời cũng rất là nhiều rồi, bởi vì ông ngồi dưới luật sư Gamaliel. Rồi nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy rằng khi ông giảng thì người ta không có tin ông, thì ông phải trở về ở Tạc Sơ trong suốt khoảng 3 năm để ở với Chúa. Và sau đó Ba-na-ba đã tìm ông ra và cùng làm việc với ông. Các môn đồ thì chúng ta thấy rằng đã sử dụng 3 năm rưỡi trong một trường kinh thánh vĩ đại nhất thế giới làm những học viên ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Những năm chuẩn bị không bao giờ là những năm phí phạm cả. Những năm mà Joseph làm nô lệ ở trong tù, những năm ở tuổi trưởng thành trước khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ công khai,
Ba năm sau khi quy đạo Sauler ở Đa Mách, ở vùng Ả Rập, 3 năm rưỡi của các môn đồ làm những người học viên, thật tất cả rất cần thiết trong việc chuẩn bị những người được Chúa gọi để hoàn thành sự kêu gọi và công tác của họ. Sự trì hoãn của Đức Chúa Trời không phải là phủ nhận trong lúc mà Đức Chúa Trời dùng những con trẻ, những thanh niên, những trung niên, bất cứ những người nào dâng chính mình cho Chúa làm cái bình đầu phục thì phải cần một thời gian kinh nghiệm trong đời sống đức tin của họ mới có sự thông sáng và sự trưởng thành. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây ha. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây và chúng ta lược lại, đó là Đức Chúa Trời kêu gọi chung chúng ta vào, thứ nhất là vào trong sự cứu rỗi, vào trong làm môn đồ của Chúa Giêsu, rồi trở thành những chứng nhân hay là vào những cái chức vụ đặc biệt, và đó là điều mà chúng ta cần phải biết để rồi chúng ta biết mình được kêu gọi như thế nào. Rồi cái phần mà mục đích mà Chúa kêu gọi đó, để làm chứng cho Chúa, để sai đi, để làm chứng nhân, hay là để giải cứu, để mà mở mắt người khác, để họ có thể nhận lãnh được điều này, điều kia. Và ai là người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công tác phục vụ đặc biệt? Một số người kêu gọi trong chức vụ để giải cứu Israel. Một số người thì được kêu gọi để làm vua, được sức dầu để làm vua, làm quan xét. Một số người là lưu đày nhưng mà được Đức Chúa Trời kêu gọi để bảo vệ Israel, những người sót lại ở nước ngoại quốc, và đem sự giải cứu cho họ. Một số người thì Chúa kêu gọi để xây dựng Jerusalem, thành Jerusalem, xây dựng con người, đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết được rất là nhiều người được Chúa kêu gọi để rồi phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Giăng Báp-tít được kêu gọi để mở đường cho Chúa Giê-xu. Rồi các môn đồ được kêu gọi để làm môn đồ của Chúa Giê-xu và sau này trở nên những sứ đồ của Chúa Giê-xu để làm công tác mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cũng vậy, mỗi một đời sống của chúng ta cũng là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi, được Đức Chúa Trời kêu gọi chọn lựa. Ai nấy chúng ta kiểm tra lại chính mình để chúng ta biết chúng ta được kêu gọi vào chức vụ nào. Nếu chúng ta ở trong chức vụ truyền giáo thì chúng ta là người truyền giáo, rồi sau đó chúng ta thiết lập hội thánh của Chúa, rồi chúng ta có thể đi qua lại để chúng ta kiện toàn hội thánh của Chúa. Nếu Chúa không kêu gọi chúng ta vào chức vụ mục sư chăn bày thì chúng ta cứ làm chức vụ truyền giáo. Và ai là người chăn bày thì chúng ta là mục sư chăn bày, có tâm lòng của Đức Chúa Trời để chăn bày, để bảo vệ bầy chiên, để nuôi dưỡng bầy chiên, làm cho bầy chiên sinh sản. Và ai được gọi vào những cái chức vụ khác, rất là nhiều chức vụ ở trong Kinh Thánh, nó có khoảng 40 mấy chức vụ phục vụ đó. Ngoài những cái chức vụ của năm mặt của các sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư, người rao giảng phúc âm đó, thì có những chức vụ trong phục vụ, khoảng 40 mấy chức vụ. Và chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời kêu gọi những con người đều là những con người siêng năng, không có làm biếng. Nếu chúng ta làm biếng, Chúa không thể nào kêu gọi được. Bởi vì chúng ta quen làm biếng rồi không chịu làm, thì kêu gọi chúng ta vào thì chúng ta cũng bỏ việc và không làm. Giống như một cái người, một ta lăng đã giao cho rồi không làm. Nên chúng ta cần phải siêng năng, sốt sắng làm việc. Một người mà được Chúa kêu gọi là vô cùng tuyệt vời, đó là ân điển. Sự ban cho của Đức Chúa Trời không phải dễ dàng gì mà chúng ta trở thành một người mà phục vụ vua thiên đàng, một người mà phục vụ vua của các vua, chúa của các chúa. Nên chúng ta được phục vụ như vậy là rất hãnh diện, rất vinh hiển trên cuộc đời của chúng ta.
Nếu mà trong một gia đình thôi, nếu một người nào đó được kêu gọi về về triều đình để làm phục vụ cho vua thì người đó rất là hãnh diện rồi, phải không? Rất là hãnh diện. Con của mình, người của mình, trong gia đình của mình có người phục vụ trong triều vua, rất là hãnh diện, rất là vinh quang rồi. Huống gì chúng ta phục vụ là vua thiên đàng. Nên quý bạn anh chị em chúng ta hãy nhớ, công khó anh chị em trong Chúa chẳng vô ích đâu. Đúng như vậy. Quân tôi nhất đồng 15 câu 58 không bao giờ vô ích. Và Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ làm vinh hiển chúng ta. Từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Chương này nó rất là dài. Nên chúng ta học đến đây. Bài này tới 12 chương lận. Nên chúng ta cũng phải học 12 buổi thứ 6 thì chúng ta mới xong được. Và nhiều cái chương nó cũng rất là dài. Nên là chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta bây giờ chúng ta nghỉ ở đây. Và xin mời một người chúng ta dâng lên lời cầu nguyện ha. Mọi người có nghe không ạ? Hay là ngủ hết rồi? Mời cô Thảo đó rồi, cô Thảo dâng lời cầu nguyện, cô Thảo ơi. Dạ, em nghe ạ. Mời dạ, cô Thảo dâng lời cầu nguyện. Dạ, em xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì buổi tối phước hạnh Chúa biệt riêng lớp học của chúng con để được học hỏi lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì bài học buổi tối hôm nay, Chúa ban cho chúng con hiểu được cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng con bước đi theo Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vô cùng vì Ngài yêu thương chúng con. Ngài chết thay cho chúng con, Ngài kêu gọi cho chúng con để trở nên những người được trong cái sự cứu rỗi của Ngài. Và Chúa cũng kêu gọi chúng con được làm môn đồ trung tín của Ngài nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để rồi chúng con có cái sự khôn ngoan, nhận biết được cái sự kêu gọi của Chúa và có sự trông cậy Ngài, Chúa ơi, để mỗi một ngày chúng con bước đi với Chúa, chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa Thánh Linh Ngài trên đời sống, trên chức vụ của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài vui lòng sử dụng chúng con trong công việc nhà của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con nhận biết được cái ơn kêu gọi của Chúa để mà chúng con làm trọn cái công việc mà Chúa muốn chúng con làm trên đất này. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con, Ngài bảo vệ chúng con, Ngài che chở chúng con và Ngài còn ban cho chúng con địa vị thánh làm con của Ngài và Ngài cũng cho chúng con được hầu việc Ngài nữa. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì chúng con rất là hân hạnh vinh dự để được làm con của Ngài và được hầu việc Ngài. Chúng con tạ ơn Cha trong cái bài học buổi sáng buổi chiều hôm nay. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho giúp đỡ chúng con hết thảy lớp học từng người một, ai nấy cũng nhận biết được cái sự kêu gọi của mình để rồi có sự trông cậy Chúa để hầu việc Chúa một cách kết quả hơn nữa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài đầy dẫy trên chúng con, Ngài ở cùng với chúng con và vừa giúp chúng con. Vì Chúa ơi, nếu Chúa không ban cho thì chúng con không ai nhận lãnh được điều gì hết. Xin hãy giúp đỡ chúng con cần Ngài. Xin sức dầu mới cho chúng con, xin ban năng lực mới cho chúng con, xin ban cho chúng con một tâm trí mới để mỗi một ngày trong năm mới chúng con được đổi mới, chúng con hầu việc Chúa một cách kết quả mới nữa. Xin Chúa hãy thêm lên vào hội thánh của Ngài những chiên mới và giúp đỡ chúng con được ơn để ra đi chúng con chinh phục được những linh hồn hư mất về nhà của Ngài trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tin cậy vào Ngài. Xin Chúa Ngài phấn hưng mỗi một tấm lòng anh chị em chúng con và phấn hưng hội thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con dạng dĩ hơn, mạnh mẽ hơn để làm chứng nhân cho Ngài trong những ngày trong năm mới này 2022 này. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự mở cửa của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng con để chúng con được quay trở lại nhóm lại ở trong thành phố Hồ Chí Minh và được sinh hoạt trở lại bình thường. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để hết thảy ai nấy cũng có một cái tâm tình phục vụ Ngài, một tâm tình để mà ra đi rao truyền phúc âm và tình yêu cứu rỗi của Ngài để nhiều người trên đất nước Việt Nam của chúng con được cứu. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ chúng con và con cảm ơn Ngài vì sự ban ơn của Ngài trên đời sống của chúng con.
Xin Chúa cũng ban ơn sức dầu đặc biệt cho mục sư Nguyễn Hữu Lực, được ơn được sự sức dầu mới của Chúa để cùng với các tôi tới Chúa trong hội thánh phúc âm toàn vẹn mở mang vương quốc của Ngài. Xin Chúa hãy mở rộng bờ cõi của chúng con, Cha ơi. Chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều. Trong danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho dân tộc Việt Nam của chúng con, là một dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời, người người thờ phượng Đức Chúa Trời, nhà nhà thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong danh Chúa Giêsu, con cũng chúc phước cho anh chị em chúng con, dòng họ, dòng tộc, những người thân yêu của chúng con, những người chưa nhận biết Chúa, thì họ sẽ phải nhận biết Chúa trong năm 2022 này. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con lấy đức tin, chúng con đón nhận đầy trọn phước hạnh thiêng liêng từ trời Chúa ban xuống cho hội thánh Ngài, cho ban phước cho họ đất nước Việt Nam của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cũng lấy đức tin, chúng con đón nhận đầy trọn những ơn lành phước lớn mà Chúa ban trên đời sống của chúng con để hầu việc Cha một cách kết quả nhiều. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Nguyện xin Chúa ban phước trên giấc ngủ của chúng con đêm nay, ai nấy cũng được ngon giấc và bình an. Xin Chúa ở cùng với chúng con và ban sức mới cho chúng con, để chúng con luôn luôn suy gẫm và ghi khắc lời của Chúa và làm theo. Biết ơn Cha thật nhiều, và chúng con thành tâm hiệp chung cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Dạ. Chúa ban phước cho hai tài anh chị em. Có ai có ý kiến gì không? Bữa nay thì hơi dài đúng không? Không có nghỉ. Hơi buồn ngủ. Ngủ hết rồi luật sư ơi. Đóng cửa hết luôn. Hôm nay anh bài vắng á mục sư à. Xin phép mục sư đi với chị Tâm. Chị Tâm hôm nay cũng vắng luôn. Hai người đi ra núi làm nhà ngoài núi á mục sư. Ra Bình Thuận hả? Dạ, làm nhà trên Bình Thuận trên núi dạ. À. Hôm nay là ngày thứ ba. Ngày mai là ngày thứ ba rồi mục sư. Ngày mai về dạ. Biết làm tới đâu rồi.